여러분, 안녕하세요. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua rồi đúng không? Thật nhanh đúng không các bạn? Buổi tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream của Trung tâm Ngoại ngữ Graling để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IPS Topic sắp tới đúng không ạ? Trong buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ có một chút khác hơn hai buổi livestream vừa qua. Đó chính là buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ có cả phần đọc hiểu và phần nghe hiểu các bạn nhé. Chúng ta sẽ có cả phần đọc và phần nghe giống như đi thi luôn. Thì các bạn cũng sẽ cố gắng là chuẩn bị tay phone nha các bạn, chuẩn bị tay phone để tí nữa là chúng ta sẽ có phân tích ký các bạn nghe. Bởi vì bên ngoài là cô thấy là trời mưa khá là to, cho nên là nếu như các bạn không có tay phone thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc nghe của mình các bạn nhé. Các bạn sẽ cùng hướng lên màn hình cho cô nào. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là phần đọc hiểu. Và các bạn lưu ý là vẫn giống như lần trước ấy, chúng ta mỗi câu sẽ có tối đa 1 phút để làm bài các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhìn cho cô câu số 1 thuộc phần đọc hiểu với nội dung đề như sau. 빈칸에 들어간 가장 안 맞은 것을 고르십시오. Tức là bạn hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống. Đáp án đúng nhất của câu số 1 này là cái gì các bạn? Là đáp án mấy nào? Chúng ta sẽ có 1 phút để làm bài nhé. Chúng ta cùng nhắc lại một chút các bạn nhé. Tính từ đúng ạ. Nếu như đứng trước danh từ làm định ngữ thì chúng ta sẽ xem. Nếu tính từ kết thúc có bắt chim, chúng ta sẽ kết hợp với là ưn. Ngược lại, nếu như tính từ kết thúc không có bắt chim, chúng ta sẽ kết hợp với niên. Đúng không ạ? Niên. Và sẽ thấy là arum tập ta. Arum tập ta sẽ thuộc trường hợp có bắt chim. Tuy nhiên, khi gặp nguyên âm, thì phương piếp, đúng không ạ? Phương piếp sẽ chuyển thành là gì ạ? Nguyên âm u, đúng không ạ? Và sau đó, sau khi chuyển thành nguyên âm u rồi, thì nó sẽ thuộc trường hợp không có bắt chim và mình sẽ kết hợp với niên, đúng không ạ? Với niên. Cho nên đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án nào đây? Đáp án số 1 là arum tappun. Tappun. Đáp án số 2 arum tappun. Đáp án số 3 arum tamnun. Và đáp án số 4 là arum thaun. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 4 các bạn nhé. Đó, arum tappta đã bị bất quy tắc và chuyển thành arum taun. Được chưa? Xin chúc mừng những bạn nào chọn đúng đáp án số 4. Bây giờ mình sẽ ghép đáp án số 4 vào dịch tình huống này bạn nhé. 이 세상에서 가장 아름다운 사랑은 어머니의 사랑입니다. Tức là cái gì đây các bạn? Tình yêu, đúng không ạ? Tình yêu đẹp nhất, đẹp đẽ nhất ở trong thế gian, ở trên thế gian này. Tình yêu đẹp nhất ở trên thế gian này chính là tình yêu của mẹ, được chưa? Tình yêu đẹp nhất trên thế gian này chính là tình yêu của mẹ. Và cũng xin chúc mừng những bạn nào chọn đúng đáp án số 4 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang câu số 2 nào các bạn ơi. Câu số 2 này vẫn là lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống các bạn nhé. Vậy đáp án nào chúng ta cần lựa chọn trong câu này đấy? Chúng ta tiếp tục có 1 phút để comment đáp án nào. Chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình nào. Vị trí chỗ trống của chúng ta là chỗ này các bạn này. Vị trí cần điền sẽ là chỗ này các bạn nhé. Được chưa? Và vị trí cần điền sẽ là của một động từ. Nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải phân biệt các từ nối để liên kết câu văn, đúng không ạ? Phân biệt từ nối để liên kết câu văn. Chúng ta sẽ có đáp án số 1 là poptaka. Các bạn biết popta, popta chính là rút, nhổ đúng không ạ? Rút ra, lấy ra, nhổ ra. Poptaka mình sẽ dịch là khi đang lấy ra, khi đang rút ra, nhổ ra. Đáp án số 2, popurreomien mình sẽ dịch là nếu muốn lấy ra, nếu muốn rút ra. Đáp án số 3 là popachiman. Chiman là liên từ thể hiện sự đối lập giữa hai mệnh đề. Cho nên mình sẽ dịch là đã lấy ra, đã rút ra, nhưng mà. Và đáp án số 4 là popasunika. Popasunika chính là gì ấy? Vì đã lấy ra, nhổ ra, đúng không ạ? Vì đã lấy ra, nhổ ra. Vậy liệu từ nối nào sẽ được điền vào đây đấy? Chúng ta sẽ cùng xem tình huống các bạn nhé. Chúng ta xem tình huống nào. Tình huống đưa ra đó là 자동 판매기에서 파는 커피는 커피. Cà phê được bán ở máy bán hàng tự động. Cà phê được bán ở máy bán hàng tự động. 한 캔에 500원이에요. Một lon đúng không ạ? Một lon là 500 won. Cà phê được bán ở máy bán hàng tự động thì một lon là 500 won. 저는 지금 400원 밖에 없으니까. 밖에 없으니까 mình sẽ dịch là gì? Bây giờ thì vì tôi chỉ có 400 won thôi. Vì tôi chỉ có 400 won thôi. Cho nên là 커피를 한 캔. 커피를 한 캔. 100원이 더 있어야 해요. 아, một lon cà phê thì phải có thêm 100 won nữa. Vậy rõ ràng ở đây chúng ta muốn tìm một liên từ thể hiện điều kiện đúng không ạ? Điều kiện để có thể mua được, lấy ra được một lon cà phê đó chính là phải có thêm 100 đồng, 100 won nữa. Vậy đáp án thể hiện điều kiện là gì? Đó chính là đáp án số 2.
Phố miền, đúng ạ. Mình sẽ dịch thế này các bạn này. Vì bây giờ tôi chỉ có 400 won thôi, cho nên là nếu muốn lấy ra, đúng ạ, nếu muốn lấy ra, nếu muốn mua một lon cà phê thì phải có thêm 100 won nữa, đúng chưa các bạn? Bây giờ xin mời chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Rồi, câu này có vẻ ngắn gọn hơn, đúng các bạn? Ngắn gọn hơn, nhưng câu này là thuộc dạng đề cũng hơi bối rối đấy. Dạng đề ở câu này sẽ là 다음 전명에 안 맞은 어휘를 고르십시오. Tức là hãy lựa chọn từ vựng đúng với lời giải thích sau. Câu văn này đang muốn giải thích về từ vựng nào đấy? Một phút cho các bạn bắt đầu. Bây giờ các bạn sẽ thấy này, kết thúc của cái câu văn này đó là 도구입니다. 도구입니다 đang nói đến một cái gì ạ? Một cái dụng cụ, đúng không ạ? Một cái dụng cụ nhá. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng ngó qua bốn đáp án này sẽ là bốn 도구, bốn dụng cụ. Mình có đáp án số 1 là 펜치. 펜치 chính là cây kim, đúng không ạ? Cây kim. Đáp án số 2 là 망치. Máng chi là cây búa, búa, đúng không ạ? Số 3 là nó thử. Nó thử là gì ạ? Đái ốc, đúng không ạ? Đái ốc. Và số 4 là sống cột. Sống cột là cây dùi, đúng không ạ? Lần lượt sẽ là kim, búa, đái ốc và dùi. Thì câu văn này đang muốn nói đến đáp án nào đây? Chúng ta sẽ, trước hết là chúng ta sẽ có một số từ khóa như sau các bạn nhé. Một số từ khóa này. Từ khóa thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy chữ xuê. Xuê là gì ạ? Sắt, đúng không ạ? Xuê là sắt. Cùng từ khóa thứ hai đó là 본트의 기후. 본트의 기후 chính là được gắn vào, được lắp vào cái bu lông, đúng không ạ? 본트 là bu lông. Từ khóa thứ ba đó chính là 고정시키. 고정 là gì ạ? Cố định. Cố định, được chưa ạ? Cái dụng cụ nào mà vừa làm bằng sắt này, vừa được gắn vào cái bu lông này và dùng để cố định, đúng không ạ? Dùng để cố định. Vậy thì chỉ có thể là đang nói đến đái ốc, nó thử, đáp án số 3 thôi các bạn nhá. Đó, chắc chắn là nó thử rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ dịch đầy đủ cả câu văn này này. Là cái dụng cụ được làm bằng sắt. Là dụng cụ được làm bằng sắt. Mà sử dụng thế nào ạ? Sử dụng khí nhỉ? Khi người ta sẽ gắn cái dụng cụ này vào đâu? Vào trong bu lông, đúng không ạ? Gắn dụng cụ này vào trong bu lông để làm gì ạ? Với mục đích là để cố định các cái phù tung của máy móc, được chưa? Đáy ốc sẽ được gắn vào trong bu lông dùng để cố định phù tung máy móc nha các bạn. Đáp án số 3 nhé. Rồi, xin mời các bạn hãy nhìn vào câu số 4 đi ạ. Đoạn văn có vẻ khá là dài, đúng không các bạn? Đoạn văn có vẻ khá dài. Vậy thì nội dung của câu này là thế nào? Đó là 다음 글은 읽고 내용 과 같은 것을 고르십시오. Hãy đọc kỹ đoạn văn và lựa chọn đáp án giống với nội dung đoạn văn này. Đáp án nào có nội dung giống với đoạn văn này các bạn? Một phút bắt đầu. Thực hiện là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của đoạn văn này này. Các bạn sẽ cùng dịch với cô nhé. Mình cùng dịch nào. Đầu tiên là họ bảo thế nào ạ? 화학 약품이 눈에 날아온 때는 khi mà hóa học dược phẩm chính là các cái dược phẩm hóa học, đúng không ạ? Dược phẩm hóa học nó bay vào mắt. Khi mà các dược phẩm hóa học bay vào mắt thì món cho trước tiên này, cái cái phần mũ rê nuôn xin huệ xí xin huệ, trước tiên là sau khi bạn rửa bằng nước sạch, sau khi bạn rửa bằng nước sạch thì ý sa ế cái phô yo ya hăn nỉ ta, thì bạn phải cho bác sĩ xem. Cho bác sĩ xem tức là bạn phải để bác sĩ kiểm tra, đúng không ạ? Sau khi bạn rửa bằng nước sạch thì bạn phải để cho bác sĩ xem. 눈은 만지면 증상이 더 나빠질 수 있으니. Nếu mà bạn sờ chạm vào mắt ấy, nếu bạn sờ chạm vào mắt ấy thì triệu chứng, vì là triệu chứng có thể xấu đi, đúng không ạ? Vì triệu chứng có thể xấu đi, cho nên là chú ý hay ra hàm này ta, bạn phải luôn chú ý đấy. Chú ý nhé. 피부에 모든 경우에도 trong trường hợp mà nó bị bắn vào, đúng rồi, nó bị bắn vào, nó bị chạm vào giá, phi pu là làn giá, nó bị bắn vào, vướng vào giá ấy, thì ham puro tạc shimaraya ham nita, bạn cũng đừng có tùy tiện ham puro, đúng rồi, đừng có tùy tiện láo chui. Lỡ mà các dược phẩm hóa học nó có bám vào giá ấy, thì bạn cũng đừng tùy tiện láo chui nhé. Thực ra thì đối với mắt hay là đối với giá cũng thế thôi. Có lẽ cái khâu sơ cứu đầu tiên của mình là mình vẫn nên rửa bằng nước sạch, đúng không các bạn? Nên rửa bằng nước sạch nhé. Vậy đáp án số 1 đó là 손으로 누르는 피핀타. Pi핀타 chính là chà này, xóa này. Và trong trường hợp này mình có thể dịch là dùi, đúng không ạ? Dùi mắt bằng tay, dùi mắt bằng tay hoặc là xóa mắt bằng tay. Đáp án số 2 là 수건으로 닦는 타. Tức là lau bằng khăn mặt. Lau bằng khăn mặt không được xuất hiện ở trong đoạn văn này rồi. Đáp án số 3 là gì ạ? 피부에 작은 바른 타. 피부에 작은 바른 타 chính là gì ạ? Bôi thuốc lên da. Bôi thuốc lên da. Họ vừa bảo mình thế nào ạ? Đừng có tùy tiện, đúng không ạ? Đừng có tùy tiện láo chui mà, đúng không ạ?
Và đáp án số 4 là gì? Mulo sinenta. Mulo sinenta tức là rửa bằng nước. Đó. Vậy thì đáp án nào đã xuất hiện ở ngay dòng đầu tiên theo cái yêu cầu của họ khi mà chúng ta lỡ mà có các cái dược phẩm hoặc bay vào mắt là làm gì ạ? Đó chính là mình phải lập tức rửa bằng nước sạch, đúng không các bạn? Đáp án số 4 các bạn nhé. Đáp án số 4 chính là đáp án đúng với nội dung là mình sẽ phải lập tức rửa bằng nước sạch nhé các bạn. Và các bạn lưu ý cho cô một tí ở đây, đó là hóa học giác phum, cái dược phẩm hóa học này ấy, thực ra cái từ giác phum này mình có thể thay bằng từ mùn chìn, đúng không ạ? À, hóa học mùn chìn, hóa học giác phum thì đều có nghĩa là chất hóa học hoặc là dược phẩm hóa học nha các bạn. Câu tiếp theo vẫn là lựa chọn đáp án đúng nhất, điền vào chỗ trống, vị trí của chúng ta là chỗ này và này. Đó, các bạn hãy tiếp tục comment cho cô xem chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào ở câu này. Cô xin bật mí một tí, đây là một cái câu hơi nâng cao nha các bạn, nhưng mà rất là hay, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Được, là vị trí chỗ trống là thế này nhá. Các bạn, chúng ta sẽ cùng ngó qua bốn đáp án với cô một tí ạ. Đáp án số 1 là các bạn nhìn thấy chữ ăn né, đúng không ạ? Là gì ạ? Hướng dẫn, đúng không ạ? Hướng dẫn. Đáp án số 2, cấm xích. Các bạn sẽ nghĩ đến là gì ạ? Nhìn nắn, đúng không ạ? Nhìn nắn. Số 3, kíp sử. Kíp sử là bỏ bột. Bỏ bột. Và đáp án số 4 là mốc bắn chịp tà. Mốc bắn chịp tà chính là chống nàng. Chống nàng nhá các bạn, chứ không phải là chống nành nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thêm tình huống như sau. Bạn A mới bảo thế này này, đây là một cuộc hội thoại giữa hai người. Bạn A bảo là chukuru hataka no mochinente. Chukuru hataka no mochinente. Tôi đã bị ngã khi đang đá bóng. Tôi đã bị ngã khi đang đá bóng. 발을 움직인 수가 없습니다. 발은 움직인 수가 없습니다. Và bây giờ không thể cử động cánh tay được nữa. Không thể cử động cánh tay được nữa. Và bạn B bảo là 발이 많이 부었네요. 발이 많이 부었네요. Cánh tay đã bị sưng lên rồi, đúng không? Cánh tay bị sưng lên nhiều rồi. 표에 크미 간 것 같으니까. À, bạn này mới đoán là vì chắc là anh đã bị diện ràn xương, đúng không ạ? 표 xương. 크미 갔다, các bạn sẽ dịch là cô bị ràn nhá. Vì chắc là đã bị ràn xương rồi, cho nên là bạn này bày bảo là thế nào ạ? 늦게 좋겠습니다. Cấu trúc 늦게 좋겠습니다 mình sẽ dịch là gì? Nến, đúng không ạ? Khi mà người ta bị cánh tay bị sưng này, rồi khả năng là còn bị ràn nữa, thì chúng ta sẽ khuyên họ thế nào? Khuyên họ nên hướng dẫn à? Khuyên họ nên nhìn nắn? Khuyên họ nên bỏ bột? Hay là khuyên người ta chống nàng? Vậy rõ ràng chỉ có thể là gì ạ? À, đáp án số 3 thôi các bạn nha. Kíp sư rứt hà nâng kê chột sừng nỉ tà. Vì chắc là anh đã bị ràn xương rồi, cho nên là anh nên bỏ bột đi. Được chưa? Đáp án số 3 nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang với câu tiếp theo các bạn nhé. Xin mời các bạn hướng lên màn hình và nhìn ở câu số 6. Câu số 6 cũng là một cái câu tình huống hội thoại giữa hai người. Và ở đấy, chỗ trống sẽ là chỗ này các bạn này. Đó. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào vào chỗ trống. Câu này có vẻ hơi dễ một tí các bạn nhé. Trước hết là chúng ta sẽ cùng ngó bốn đáp án với cô các bạn nhé. Đáp án số 1 là 결혼식 사진. 결혼식 사진 chính là ảnh lễ kết hôn, đúng không ạ? Ảnh lễ kết hôn. Đáp án số 2 là 금반지. 금반지 chính là nhẫn vàng. Nhẫn vàng. Đáp án số 3 là 축의금. 축의금 chính là tiền mừng, đúng không ạ? Tiền mừng cưới các bạn nhá, tiền mừng cưới. Và số 4 là 청첩장. À, 청첩장 chính là thiệp mời, đúng không ạ? Thiệp mời cưới ấy, đúng chưa? Bây giờ ở đây là các bạn nhìn thật nhanh cái tình huống này, các bạn sẽ thấy là có những từ khóa như sau. Từ khóa thứ nhất là các bạn sẽ thấy là có chủ trang số, đúng không ạ? Trang số là gì ạ? Địa điểm. Địa điểm. Và từ khóa thứ hai chính là giác tô. Giác tô chính là sơ đồ. Trong bốn cây này thì cây nào có địa điểm rõ ràng, có sơ đồ đường đi đến thì chỉ có thể là gì ạ? À, một cái mà vừa có địa điểm vừa có sơ đồ thì chắc chắn sẽ là đang nói đến thiệp mời đáp án số 4 nha các bạn. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ ghép đáp án số 4 vào dịch cây hội thoại này nào. Bạn A mới bảo là 어머 결혼하세요? 어머 결혼하세요? Ồ, ôi trời. Đúng không ạ? Anh kết hôn à? Anh kết hôn à? Bạn B bảo 네. 다음 주 토요일이니까 꼭 오세요. Vì là thứ bảy tuần sau nên nhất định anh hãy đến nhé. Đúng không ạ? Vì là thứ bảy tuần sau nên nhất định anh hãy đến nhé. 이거 청첩장이에요. 이거 청첩장이에요. À, cái này là thiệp mời này, thiệp mời cưới này. 여기에 장소와 약도가 나와 있어요. Đúng không ạ? 여기에 ở trong này ấy thì có địa điểm và sơ đồ đi đến đấy. Trong này thì có địa điểm và sơ đồ đi đến đấy, đúng không ạ? Người Hàn rất là cẩn thận đúng không các bạn? Bên cạnh cái việc là có thời gian, địa điểm cụ thể rõ ràng
thì còn có cả sơ đồ để hướng dẫn cho khách là sẽ đi đến đi khu vực nào, đúng không ạ, cụ thể đi ra sao. Vậy là chúng ta đã trải qua 6 câu của phần đọc hiểu rồi, đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ tính xem là các bạn đã được bao nhiêu câu ở phần đọc hiểu nào, đúng không ạ? Có được 6 câu cả không? Chúng ta bây giờ sẽ chuẩn bị bắt đầu bước vào phần thứ hai, đó chính là phần tịch ký, phần nghe các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tịch ký các bạn nhé. Rồi, tịch ký. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ tranh thủ ngó một chút về cái phần nội dung của câu đầu tiên các bạn nhé. Ý nam cha nên muốn chết tê hay ý kì hàm nỉ cá. Cho nên ông này đang nói về cái gì đây? Đúng rồi, đang nói về cái gì đây? Ừ, các bạn lưu ý là cũng giống như đi thi thật. Thì ở nhà chúng ta cũng thế thôi, mỗi câu các bạn sẽ được nghe đúng 2 lần các bạn nhé. Sẽ có quãng nghỉ. Sau quãng nghỉ chúng ta sẽ bắt đầu xem đáp án nha các bạn. Nào, xin mời các bạn chúng ta bắt đầu. 직장 동료와 사이가 멀어졌어요. 다시 들으십시오. 직장 동료와 사이가 멀어졌어요. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án có phải là số 2 không các bạn nhé. Có phải đáp án số 2 không nhé. Các bạn, chúng ta sẽ cùng dịch cái nội dung đoạn này một tí ạ. Cô sẽ nhắc lại đề của câu này, đó chính là người đàn ông đang nói về cái gì. Mình có đáp án số 1 chú mi là sở thích. Số 2 là khoản kề, chính là mối quan hệ. Mối quan hệ. Đáp án số 3 là kipun, chính là tâm trạng. Và đáp án số 4 là song kiok, chính là tính cách. Đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ chạy lại âm thanh một lần nữa. 직장 동료와 사이가 멀어졌어요. Các bạn nghe ông này bảo là thế nào ạ? Vừa nghe được một cái từ gì ạ? À, sai, đúng không ạ? Sai ở đây không phải là ở giữa, mà đang nói đến mối quan hệ, đúng không các bạn? Tức là ý của ông này là sao ạ? Mối quan hệ với đồng nghiệp công ty thì đã trở nên xa cách hơn rồi, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng đáp án số 7 đây các bạn, đó chính là đáp án số 2, khán kề, đúng không ạ? Ông này đang nói đến mối quan hệ. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng sang về câu số 2 chưa? Các bạn lại tiếp tục sang về câu số 2 nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị, cô sẽ chạy âm thanh của câu số 2 này nhé. Các bạn hãy vừa nhìn đáp án này vừa nghe này. Chúng ta chuẩn bị nghe các bạn nhé. Xin mời các bạn nghe. 저는 성격이 급해서 실수를 많이 해요. 다시 들으십시오. 저는 성격이 급해서 실수를 많이 해요. Trước khi chúng ta nghe lại âm thanh thì cô sẽ cùng các bạn giải đáp lại, giải đáp 4 đáp án của câu số 2 này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhìn là 4 đáp án của câu số 2 các bạn này. Chúng ta sẽ có đáp án số 1 là 스무르 초 고마워요. Cảm ơn vì tặng món. Cảm ơn vì đã tặng món quà này. Đáp án số 2 là 신수를 해서 죄 송해요. 신수를 해서 죄 송해요. Xin lỗi vì đã phạm sai lầm. Xin lỗi vì đã phạm sai lầm. Đáp án số 3 là 그래요. 무슨 실수를 했어요? 무슨 실수를 했어요? Vậy à, thế anh đã phạm sai lầm gì vậy? Anh đã phạm sai lầm gì vậy? Và đáp án số 4 là 부럽네요. 친구가 많이 없었어요. 부럽네요. Ghen tị quá đi. Vì tôi không có nhiều bạn. Không có nhiều bạn. Đấy chứ? Đó là nội dung của 4 đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại xem là liệu cái lời đáp lại sau tình huống này là câu nào. Cô sẽ chạy lại âm thanh nào. Các bạn nghe kỹ cùng cô nhé. Nào các bạn nghe nào. 저는 성격이 급해서 실수를 많이 해요. Rồi các bạn vừa nghe ông này bảo thế nào ạ? 저는 성격이 급해서 đúng không ạ? 실수를 해요. À, không chắc là tính cách cấp ha ta. À, tôi thì vì là tính cách nó gấp gáp vội vàng. Đúng không ạ? Tôi thì vì tính cách gấp gáp vội vàng cho nên là thường phạm sai lầm, thường phạm sai lầm. Tức là ông này mới kể như vậy. Thế sau khi nghe ông này bảo là tôi tính cách gấp gáp vội vàng, thường phạm sai lầm thì mình sẽ chọn đáp án nào? Ô không phải à? À, xin lỗi vì phạm sai lầm à? Không phải đâu, có thể là có nhiều bạn, cô biết là các bạn đã nghe được từ chính chủ là sai lầm. Thế là các bạn đã chọn đáp án số 2. Tuy nhiên đáp án số 2 sai rồi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3 các bạn nhé. Đáp án số 3 nhé. À, 그래요? Vậy à? 무슨 실수를 했어요? Thế anh đã phạm sai lầm gì vậy? Đúng không ạ? Anh đã phạm sai lầm gì vậy? Anh bảo là anh hay phạm sai lầm. Thế anh đã phạm sai lầm gì nào? Đấy chứ ạ? Những bạn nào chọn đáp án số 3 mới là đáp án đúng các bạn nhé. Nào chúng ta sẽ nhìn với câu tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe âm thanh nào. 부장님, 휴가 날짜를 변경하고 싶습니다. 그래요? 아마 다른 사원과 휴가 날짜를 바꿔야 할 거예요. 저와 김민수 씨가 휴가 날짜를 바꾸기로 했습니다. 그러면
이 서류에 변경한 내용을 적고 나에게 가져와요. 다시 들으십시오. 부장님, 휴가 날짜를 변경하고 싶습니다. 그래요? 아마 다른 사원과 휴가 날짜를 바꿔야 할 거예요. 저와 김민수 씨가 휴가 날짜를 바꾸기로 했습니다. 그러면 이 서류에 변경한 내용을 적고 나에게 가져와요. 미세 có đáp án số 1 như sau, đó là 휴가 날짜를 바꾼 사원은 잡는다. À, tức là thế nào ạ? Sẽ tìm nhân viên, sẽ đổi cái ngày tháng, ngày nghỉ phép. Tìm nhân viên sẽ thay đổi ngày nghỉ phép. Đáp án số 2 đó là 저와 김민수 씨가 날짜를 바꾼다. Tức là tôi và Kim Min-su thay đổi ngày nghỉ phép. Tôi và Kim Min-su thay đổi ngày nghỉ phép. Đáp án số 3 là 부장님 께 휴가 서류를 낸다. Tức là sẽ nộp cái tài liệu nghỉ phép cho trưởng phòng. Sẽ nộp tài liệu nghỉ phép cho trưởng phòng. Các bạn lưu ý tài liệu nghỉ phép ở đấy thực ra là cái đơn xin nghỉ phép. Đơn xin nghỉ phép thôi. Đáp án số 4 là 서류에 변경한 내용은 적는다. Tức là sẽ viết nội dung thay đổi vào trong tài liệu. Sẽ viết nội dung thay đổi vào trong tài liệu. Tức là sẽ viết nội dung thay đổi trong cái đơn xin nghỉ phép. Đấy chứ. Hành động tiếp theo đây cô ngài sẽ làm các bạn nhá. Chúng ta sẽ nghe từng câu để cùng giải đáp nội dung về cô nào. Các bạn sẽ cùng cô nghe lại câu thứ nhất. 부장님, 휴가 날짜를 변경하고 싶습니다. Các bạn vừa nghe câu này, cô này bảo gì ạ? Trưởng phòng ơi, tôi muốn gì ạ? Thay đổi ngày tháng nghỉ phép. Tôi muốn thay đổi ngày nghỉ phép. Các bạn nghe lại câu này ạ. 부장님, 휴가 날짜를 변경하고 싶습니다. Tôi muốn thay đổi ngày nghỉ phép. Bây giờ sau khi cô này nói thì trưởng phòng sẽ nói gì đây? Các bạn nghe câu tiếp theo nào. 그래요? 아마 다른 사원과 휴가 날짜를 바꿔야 할 거예요. Tức là ý của ông này là chỉ nên đổi, đúng không? Đổi cái ngày nghỉ phép với một người khác. Các bạn nghe lại câu này nhé. 그래요? 아마 다른 사원과 휴가 날짜를 바꿔야 할 거예요. Nào, thế bây giờ sau khi trưởng phòng nói vậy thì cô gái này sẽ nói gì đây? Các bạn nghe tiếp câu thứ ba. 저와 김민수 씨가 휴가 날짜를 바꾸기로 했습니다. 기로 했습니다. Mình dịch là mình hiểu đó là quyết định làm gì. Tuy nhiên trong trường hợp này có lẽ mình sẽ dịch ra thế nào? Tôi và bạn gì ấy? Bạn Kim Min-su thì đã hẹn nhau, đúng không? Đã hẹn nhau thay đổi cái ngày nghỉ rồi. Thế tức có thể là bạn này và Kim Min-su đã có thể thương lượng và đưa ra quyết định là hai người sẽ thay đổi kỳ nghỉ phép cho nhau, đúng không? Rồi, trưởng phòng sẽ nói cái gì đây? 그러면 이 서류에 변경한 내용을 적고 나에게 가져와요. Nếu như cô này muốn thay đổi ngày nghỉ phép thì hãy viết cái nội dung thay đổi vào trong cái tài liệu, rồi sau đó mang đến cho tôi. Mang đến tức là mang đến nộp cho ông trưởng phòng thôi. Đó, các bạn nghe lại câu này. 그러면 이 서류에 변경한 내용을 적고 나에게 가져와요. Hành động tiếp theo cô này làm sẽ phải là đáp án số 4 các bạn nhé. Đó là cô này sẽ phải viết nội dung thay đổi vào trong cái tài liệu này, tức là trong cái đơn xin nghỉ phép này, thay đổi kế hoạch này, rồi sau đó mới đưa đến nạp cho ông trưởng phòng nha các bạn. Cho nên những bạn nào chưa chọn đáp án số 4 là phải nghe lại nhá. Chúng ta sẽ chuẩn bị với câu tiếp theo các bạn. Rồi, các bạn sẽ nhìn câu số 4 ạ. Câu số 4 thì D cũng sẽ giống như câu số 3. Yêu cầu của D này vẫn là hành động tiếp theo mà người phụ nữ sẽ làm là gì. Các bạn hãy rút kinh nghiệm ở câu phía trước nhé. Đó là hành động tiếp theo người phụ nữ sẽ làm là gì. Được chưa? 이 의자가 플라스틱인데 재활용 쓰레기로 버릴 수 있을까요? 글쎄요. 크기가 커서 잘 모르겠네요. 이따가 관리실에 전화해봐요. 아까 관리실에 전화해봤는데 점심시간이라 그런지 안 받더라고요. 그러면 우리도 점심 먹고 와서 다시 전화해봐요. 다시 들으십시오. 이 의자가 플라스틱인데 재활용 쓰레기로 버릴 수 있을까요? 글쎄요. 크기가 커서 잘 모르겠네요. 이따가 관리실에 전화해봐요. 아까 관리실에 전화해봤는데 점심시간이라 그런지 안 받더라고요. 그러면 우리도 점심 먹고 와서 다시 전화해봐요.
Trước khi chúng ta nghe lại nội dung ấy, thì chúng ta sẽ dịch 4 đáp án cho cô nhé. Cùng cô dịch 4 đáp án nào. Mình có đáp án số 1 là 점심 시간이 끝난 긴 기다린다. Tức là đợi cái giờ nghỉ ăn trưa kết thúc. Đợi giờ nghỉ ăn trưa kết thúc. Đáp án số 2 là 관리실에 다시 전화해 본다. Tức là sẽ thử gọi điện lại cho phòng quản lý. Thử gọi điện lại cho phòng quản lý. Đáp án số 3 là 남자와 점심은 먹으러 간다. Tức là cô này sẽ đi ăn trưa cùng với người đàn ông. Sẽ đi ăn trưa cùng với người đàn ông. Và đáp án số 4 là 의자를 재환송 센터에 보낸다. Tức là cô này sẽ gửi cái ghế. Sẽ gửi cái ghế đến trung tâm đồ tái sử dụng. Vậy sau khi dịch 4 đáp án rồi, chúng ta sẽ cùng nghe từng câu về cô để chúng ta dịch nội dung từng câu một. Các bạn nghe câu số 1 nào. 이 의자가 플라스틱인데 재활용 쓰레기로 버릴 수 있을까요? Cái ghế nhựa này thì tôi có thể vứt như là một cái đồ tái chế không, một cái rác tái chế không, đúng không ạ? Là cô này muốn chuyển đến cái trung tâm tái chế đấy mà. Bây giờ các bạn nghe câu thứ hai nhé. 글쎄요. 크기가 커서 잘 모르겠네요. 이따가 관리실에 전화해 봐요. Bởi vì cái kích cỡ của nó quá lớn, đúng không ạ? Kích cỡ của nó quá lớn. Cho nên là tôi cũng không rõ nữa đâu. Và ông này sau đó ông này bảo là gì vậy? Hãy thử gọi điện đến phòng quản lý để hỏi xem. Các bạn nghe lại câu này lần nữa nhé. 글쎄요. 크기가 커서 잘 모르겠네요. 이따가 관리실에 전화해 봐요. Nào bây giờ các bạn nghe tiếp câu số 3 cho cô. 아까 관리실에 전화해 봤는데 점심 시간이라 그런지 안 받더라고요. Cô này bảo thế nào ạ? 아까 전화해 봤는지. Đúng ạ. Tức là vừa nãy thì tôi cũng có gọi thử rồi. Vừa nãy tôi cũng có gọi thử rồi nhưng mà lại trúng vào cái gì ạ? À, chóng xin xí cảm, lại trúng vào cái thời gian nghỉ ăn trưa. Cho nên là người ta họ vẫn còn chưa bắt máy. Đúng rồi, cô này gọi đúng giờ ăn trưa nên chưa có ai nghe máy cô này cả. Các bạn nghe lại câu này nhé. 아까 관리실에 전화해 봤는데 점심 시간이라 그런지 안 받더라고요. Rồi, sau khi đó thì ông này sẽ nói gì đây các bạn? 그러면 우리도 점심 먹고 와서 다시 전화해 봐요. Câu cuối ông này bảo này, 우리 점심은 먹고. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa và sau đó sẽ thử gọi điện lại, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta trước hết là cứ đi ăn trưa cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ gọi điện lại. Các bạn nghe lại câu cuối không? 그러면 우리도 점심 먹고 와서 다시 전화해 봐요. Sau khi chúng ta vừa nghe xong nội dung thì chúng ta sẽ thấy là cô này cũng định gọi điện đến cái phòng quản lý để mà hỏi về cái vấn đề là chuyển cái ghế đến cái trung tâm tái chế. Tuy nhiên là bây giờ đang trung giờ ăn trưa nên thay vào đó là chàng trai muốn rủ cô này đi ăn rồi khi đó về nhà. Sau đó sẽ gọi điện lại sau, đúng không ạ? Thế đáp án của chúng ta sẽ phải là đáp án số mấy đây các bạn này? Đáp án của chúng ta hành động tiếp theo cô này sẽ làm là gì? Đó chính là đáp án số 3 chứ, đúng không ạ? 남자와 점심은 먹으러 갔다. Tức là cô này bây giờ sẽ làm gì? Sẽ đi ăn trưa cùng với chàng trai các bạn nha. Thong thả đi ăn trưa cái đã rồi tí nữa gọi điện lại sau nha các bạn. Rồi xin mời chúng ta sẽ đến với câu số 5 các bạn. Các bạn sẽ cùng hướng lên màn hình xem yêu cầu của câu số 5 nhé. Yêu cầu câu số 5 đó là 왜 수진 씨는 매운 음식은 먹으러 가고 싶습니까? Mục đề của câu này là thế nào đấy? Tại sao bạn Su-jin lại muốn đi ăn đồ ăn cay nào? Tại sao bạn Su-jin lại muốn đi ăn đồ ăn cay đây? Bây giờ cô sẽ bật âm thanh và bạn sẽ nghe âm thanh cho cô nhé. 지은 씨, 우리 저녁에 매운 음식을 먹으러 갈래요? 매운 음식요? 좋아요. 그런데 왜요? 오늘 시험을 너무 못 봤어요. 그래서 화도 나고 기분도 안 좋아요. 그래요? 수진 씨는 기분이 안 송고 화가 날 때 매운 음식을 먹어요? 네, 그러면 화가 좀 풀리고 기분도 좋아져요. 알겠어요. 그러면 학교 끝난 후에 매운 음식도 먹고 기분 전환도 하러 가요. 다시 들으십시오. 치은 씨, 우리 저녁에 매운 음식을 먹으러 갈래요? 매운 음식요? 좋아요. 그런데 왜요? 오늘 시험을 너무 못 봤어요. 그래서 화도 나고 기분도 안 좋아요. 그래요? 수진 씨는 기분이 안 송고 화가 날 때 매운 음식을 먹어요? 네, 그러면 화가 좀 풀리고 기분도 좋아져요. 알겠어요. 그러면 학교 끝난 후에 매운 음식도 먹고 기분 전환도 하러 가요.
Nào chúng ta sẽ cùng dịch bốn đáp án trước khi chúng ta nghe lại các bạn nhé. Cùng cô dịch bốn đáp án nào. Đáp án số 1 là 시험은 잘 봐서 가고 싶습니다. Vì bạn này làm bài thi tốt. Làm bài thi tốt cho nên muốn đi. Đáp án số 2 là 월급은 받아서 가고 싶습니다. Vì bạn này nhận được tiền lương cho nên muốn đi. Đáp án số 3 là 시험은 잘 안 봐서 가고 싶습니다. Tức là vì bạn này không làm bài thi không tốt. Nghe nhớ đáp án số 3 là bạn này làm bài thi không tốt nên muốn đi. Và đáp án số 4 là 기분이 좋아서 가고 싶습니다. Vì tâm trạng tốt nên muốn đi. Tâm trạng tốt nên muốn đi. Vậy lý do cụ thể là gì? Chúng ta cùng cố nghe lại từng câu một nhé. 치은 씨, 우리 저녁에 매운 음식을 먹으러 갈래요? 아, 치에 ơi. 치에 ơi. À, tối hôm nay chúng ta cùng đi ăn đồ ăn cay nhé. Cùng đi ăn đồ ăn cay nhé. Bạn này đang rủ đúng không ạ? Rủ rê. Nghe lại câu này nhé. 치은 씨, 우리 저녁에 매운 음식을 먹으러 갈래요? Rồi, tức là bạn này đang rủ bạn Chie đi ăn đồ ăn cay. Bạn Chie nó sẽ nói gì đây? 매운 음식요? 좋아요. 그런데 왜요? Ồ, bạn ấy tỏ ra bất ngờ một tí. Đồ ăn cay sao? À, được thôi. Thế nhưng mà có chuyện gì sao? Đúng không ạ? Chúng ta nghe lại. 매운 음식요? 좋아요. 그런데 왜요? Tức là bạn này vẫn đồng ý đi. Nhưng mà bây giờ sau khi hỏi là có chuyện gì vậy, thì bạn Suchin sẽ nói gì đây các bạn? 오늘 시험을 너무 못 봤어요. 그래서 화도 나고 기분도 안 좋아요. 아, bạn ấy mới bảo là hôm nay tôi không làm được bài thi, đúng không ạ? Tôi không làm được bài thi, cho nên là chúng ta nghe được cái gì ạ? Hoa ca, đúng không ạ? Hoa ca nata. À, tức là chính vì thế nên tôi nổi nóng và tâm trạng cũng không tốt nữa. Nổi nóng và tâm trạng không tốt. Và bạn lưu ý ở đấy là bạn ấy không phải là nổi nóng với bất kỳ một ai cả. Bạn đang tự dần bản thân mình, tự trách bản thân mình vì đã làm bài thi không tốt. Nha. Các bạn sẽ nghe lại câu đáp án cô một lần nữa nhé. 오늘 시험을 너무 못 봤어요. 그래서 화도 나고 기분도 안 좋아요. Là 너무 못 봤어요. 너무 못 봤어요. Không làm được, đúng không ạ? Rồi, bây giờ câu tiếp theo sẽ là gì đây các bạn? 그래요? 수진 씨는 기분이 안 송고 화가 날 때 매운 음식을 먹어요? Ồ, vậy à. Thế Suchin cứ mỗi lần nổi nóng hoặc là tâm trạng tốt thì đều đi ăn đồ ăn cay sao? Đúng không ạ? Nghe lại nhé. 그래요? 수진 씨는 기분이 안 송고 화가 날 때 매운 음식을 먹어요? Thế bạn Suchin sẽ trả lời thế nào? 네, 그러면 화가 좀 풀리고 기분도 좋아져요. À, vâng. Nếu vậy thì tức là nếu mà bạn đi ăn đồ ăn cay ấy, thì bạn có thể hóa cao cả. Tức là giải tỏa được những cái cơn nóng dần, giải tỏa được những cơn nóng dần và tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tốt hơn. Nghe lại nhé. 네, 그러면 화가 좀 풀리고 기분도 좋아져요. À, giải tỏa được cái sự cơn nóng của mình và tâm trạng trở nên tốt hơn. Và câu cuối cùng sẽ là thế nào đây? 알겠어요. 그러면 학교 끝난 후에 매운 음식도 먹고 기분 전환도 하러 가요. Thế là cái bạn này đã đồng ý rồi và bạn ấy bảo là gì ấy? Sau khi chúng ta tan học đúng không ạ? Sau khi 6 giờ tan học ấy thì ta sẽ cùng nhau đi ăn đồ ăn cay để thay đổi tâm trạng đúng không ạ? Để thay đổi tâm trạng thôi nha. Mà nghe lại câu cuối này. 알겠어요. 그러면 학교 끝난 후에 매운 음식도 먹고 기분 전환도 하러 가요. Sau khi mà chúng ta đã nghe dịch thì như thế thì tất cả có nghĩa tất cả các bạn đều đã nghe được lý do là gì? Đó chính là vì Suchin hôm nay làm bài thi không tốt nên bạn ấy muốn đi ăn cay để giải tỏa căng thẳng. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Được chưa? 시험은 잘 안 봐서 가고 싶습니다. Chúc mừng những bạn nào đã chọn đúng đáp án số 3 các bạn nhé. Lý do là vì làm bài thi không tốt nhá. Các bạn cũng hãy cẩn thận cho cô là nếu như các bạn nhìn không kỹ là có thể bị nhầm với đáp án số 1 đúng không? Đó, nó chỉ khác nhau mỗi chữ án này thôi các bạn này. Nha. Rồi chúng ta sẽ sang câu tiếp theo ạ. Rồi câu tiếp theo này đáp án rất là dài đúng không các bạn này? Bốn đáp án rất là dài và nội dung là gì đấy? 잘 듣고 내용 과 같은 것을 고르십시오. Tức là hãy nghe thật kỹ và lựa chọn đáp án giống với nội dung của đoạn này. Nhớ là đáp án nào giống với nội dung của đoạn này nhé. Các bạn sẽ nghe cho cô nào. 나는 전에 야채를 별로 먹지 않았습니다. 그때는 몸이 좀 안 좋았습니다. 그런데 요즘은 고기보다 야채를 더 많이 먹습니다. 그래서 몸이 많이 좋아졌습니다. 다시 들으십시오. 나는 전에 야채를 별로 먹지 않았습니다.
그때는 몸이 좀 안 좋았습니다. 그런데 요즘은 고기보다 야채를 더 많이 먹습니다. 그래서 몸이 많이 좋아졌습니다. Liệu cái câu đối với cái câu này thì các bạn sẽ thấy là tuy là bốn đáp án hơi sai nhưng mà đoạn văn nó lại rất là ngắn gọn. Đấy không phải là một hội thoại mà đấy là một lời bạn này đang tự kể về mình, tự thuật lại đúng không ạ? Tự kể về bản thân mình thôi. Mình sẽ cùng tìm hiểu nội dung bốn đáp án. Đáp án số 1 đó là 고기를 먹은 후에는 야채를 먹어야 합니다. Tức là sau khi ăn thịt ấy thì bạn phải ăn rau. Sau khi ăn thịt thì bạn phải ăn rau. Đáp án số 2 là 야채를 많이 먹는 것은 몸에 좋지 않습니다. Tức là cái việc mà ăn nhiều thịt, cái việc mà ăn nhiều rau. Cái việc mà ăn nhiều rau thì nó không tốt cho cơ thể, không tốt cho cơ thể. Đáp án số 3 là 고기를 많이 먹으면 건강에 좋지 않습니다. Tức là nếu bạn ăn nhiều thịt, thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mà đáp án số 4 là 야채를 먹어서 건강해 좋습니다. Tức là vì ăn rau, cho nên là đã trở nên khỏe mạnh hơn. Hoặc là vì ăn rau cho nên là sức khỏe đã trở nên tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng cố nghe lại từng câu để giải đáp nhé. 나는 전에 야채를 별로 먹지 않았습니다. 나는 전에 tôi thì trước đấy cũng không hay ăn rau củ gì cả đâu. Nghe lại nào. 나는 전에 야채를 별로 먹지 않았습니다. Rồi, câu tiếp theo cô này nói gì đây? 그때는 몸이 좀 안 좋았습니다. Lúc đó, khi đó thì thế nào hả? Cô này cảm thấy là cơ thể của mình không có khỏe, không có được ổn, đúng không ạ? Tức là thời gian mà cô này ít ăn rau thì cô này cảm thấy là người của mình không có khỏe lắm. 그때는 몸이 좀 안 좋았습니다. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang với câu tiếp theo. 그런데 요즘은 고기보다 야채를 더 많이 먹습니다. Nhưng mà câu này cô bảo thế nào? Dạo này ấy, thì tôi đã bắt đầu ăn rau còn nhiều hơn cả ăn thịt, đúng không ạ? Các bạn nghe được cái câu là 고기보다, đúng không ạ? Tức là dạo này thì so với thịt thì tôi ăn rau củ nhiều hơn nữa đấy. Các bạn nghe lại câu này nào. 그런데 요즘은 고기보다 야채를 더 많이 먹습니다. Và kết quả cuối cùng là gì đây? 그래서 몸이 많이 좋아졌습니다. 그래서, đúng không ạ? Chính vì thế là cơ thể của tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Hoặc là sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất là nhiều. 그래서 몸이 많이 좋아졌습니다. Vậy thì các bạn sẽ thấy là có vẻ như là cái tình trạng sức khỏe của cô này đã cải thiện dần dần, càng ngày càng trở nên tốt hơn từ khi mà cô này đã hạn chế ăn thịt và trở nên ăn rau nhiều hơn, đúng không ạ? Thế đáp án đúng với nội dung ở đằng này chắc chắn sẽ là đáp án số 4 thôi các bạn ơi, đúng không ạ? Vì ăn rau cho nên là sức khỏe đã trở nên tốt hơn, đúng không ạ? Cô này đã trở nên khỏe mạnh hơn rồi, đúng không? Đó. Vậy là chúng ta đã trải qua 6 câu phần đọc hiểu và 6 câu phần nghe hiểu. Cô hy vọng là các bạn sẽ hy vọng và cũng chúc các bạn là luôn luôn giữ được tinh thần tốt nhất, bình tĩnh, tự tin nhất để có thể chiến thắng với cái số điểm tuyệt vời nhất trong kỳ thi sắp tới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. 여러분 안녕히 계세요.